Chị ơi, tí nữa dưới thì tí nữa chị thanh toán tiền đồ khô để xuống bên đó để em đưa luôn nhá. Looks like good roast nears, don't it? Yeah. Em đi. Chị mua mỡ hai đi đó. Tao cũng đổ hết cho. What's that? Stuff in the pot. Tao mua đủ hết cho. What's that? Ra, tí nữa nó đưa qua nữa. Oh, the one that got made me sick. Bun. There's your flowers. Did you eat? That's a pumpkin bun. Yeah, get over there next to it. Yeah. Bum bee. Còn cái này là bắp. Corn. It's an experience out here today, ain't it, Lon? Hello, Lon. Xin chào. Bái bí. Pumpkin gourds. Yeah. Trái bí. Chanh. Hello. How are you? I'm good. Good. Rồi, bắt rồi. Thấm đầu.